chiêu này nó học mà nó thực hành ok nha, ổn áp nhá. Ngắm ai là trúng người đó nhá. Cấm ban nhá. Tên đã rescan 5.000 đồng. Con giấu anh tên nhá. Có cô gì top 1 Miss VCS không mà có pha Ori RV top biến đấy ạ? À? Thì Khánh thì bảo Thái Vinh là rờ đi thôi. Vinh ơi rờ đi Vinh. Thì bảo thế thôi, chung là pha đấy mình cũng xác định là mình sẽ dùng tốc biến rồi nên là lúc mà mình làm thì nó cũng không phải là phản xạ đâu, mà mình đã có sự chuẩn bị rồi. Còn cái chiến thuật đổi đường á, thì cái chất đổi đường ở thời điểm hiện tại là họ dùng để cho thứ nhất là chắc chắn là vẫn phải là cái điểm đúng né kèo đấu rồi. Anh em mình gặp nhau. Ủa em có với anh Ba nhá. Rồi anh Ba thật đúng không? Anh Ba hẹn Khánh gặp thì chắc Khánh cũng lại mất cái áo. À mà chắc phải sinh nhật anh Ba mất nhỉ? Phải sinh nhật mới mất đúng không? Anh con trẻ con nhá, anh Ba ơi lên lịch đi chứ. Ô tưởng anh Ba đi đá banh hay gì mà thằng Kiệt thấy nó bảo là hôm nay đi đá banh với FPTC. À mà anh Ba đưa cho thằng An nhà em 5 triệu chứ anh Ba. Em đòi dùm nó cái, bữa nó không nói là nó cần á. Nó không cần á, chung không cần. Ôi, cảm ơn anh Tân ạ, cảm ơn anh Tân nhiều ạ. Tàn bùi đầu này cảm ơn anh Tân ạ. $50 Mỹ. Anh có món quà muốn tặng em thì ship đi đâu được nhỉ? Cô ấy em inbox cho anh địa chỉ nào để anh ship nhé. Anh ship về Việt Nam được không? Tại vì em thì em vẫn đang ở Việt Nam. Thì anh Ba gì mà đang nói chuyện thế với 100k thấy $50 là wow, nghỉ ngang. Anh Ba gì đấy em đòi 5 triệu cho ngang không thấy anh Ba nói gì nè. Nào em mình gặp nhau thì anh Ba cứ ới em là em đi rồi nếu mà em ở Sài Gòn. Có nha Quốc Khánh ơi. Ơ tôi cảm ơn Quốc Khánh nhá, lâu lắm không gặp Quốc Khánh này. Wow, lý vậy. Tuần sau anh em mình làm trận bóng rồi banh tiền dấu bé Ba. Có anh Ba nhá, ok anh Ba ơi. Một tuần sau em còn đây không nhở? Em đang chưa biết lịch ấy, em đang phải sang Hàm phát không? Em về Sài Gòn. Wow, lý vậy. Gì vậy? Khánh khác anh ơi. Khánh khác à, hãy cảm ơn Quốc Khánh nhá. Đi Hàn thực tập à? Đi Hàn gì nhở? Người ta để bút cam anh Ba, bút cam. Ở chứ đi check đi chả còn lợi tóc anh em. Tháng cũng tròn chính 200 TA hơn anh em kêu nhỉ. Tiền đâu hắn tới tóc. Cảm ơn anh Ba nhá. Anh Ba lại tung tin đồn linh tinh nữa, thất thiệt cho em quá. Bản tin đồn sai không à? Con xe là tôi là người ăn. Làm gì đây, bây giờ cho lên xin đá quy luôn xong rồi tôi vào tôi. À rồi rồi, dụ. Wow, đi vậy. Đó. Anh luôn tích cực và không buồn ai nhé. Ba. Dụ. Đầu ngày mới tốt lành, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu bất ngờ, tràn ngập may mắn. Cảm ơn 89 nhá. Cảm ơn 89 đầu tư nhỏ thắng lợi lớn à. Ê, nghe hấp dẫn thế. Đầu tư nhỏ thắng lợi lớn nhưng mà khi đầu tư lớn thì mất tiêu à. Cùng anh Trần đã rescan 5.000 đồng. Chưa hiểu lắm game cuối với TL sao Levi không chơi nhỏ. Em hụt là sao nhở? Ủa W tôi đâu? Ủa vẫn W cả. A Khánh béo, A fan ăn hát hát. U về Bắc Ninh chơi. Thành cảm ơn Tùng nhá, thành cảm ơn Tùng. Anh chắc wow, lý vậy. Uy tín hàng đầu, đầu tư lớn thắng lợi khủng. Khánh này thế thôi. Hai số, phát trồn mới dài. Đẩy luôn quên này em ta, đẩy luôn đấy chứ. Quên này nhìn. Quên này nhìn. Quên này không được. Quên này không đẩy không được đâu anh em ạ. Rồi, dụ xuống. Nó thấy xuống, ấy. Đó. Người nhập. Trời ơi. Tôi mới học chiêu này trên mạng hôm qua xong. Ờ với anh em mới học. Wow, lý vậy. Sao giờ bay từ Đức sang Pháp mà phải quá cảnh ở Việt Nam rất không anh Trần đã bị scan. Không biết trả lời em sao luôn. Còn thôi anh Tuấn nhá. Còn lì vai nhá. Ngủ với A một đêm. Cái gì ấy, không có nhá anh em ơi. Còn lát anh không bán thì anh em nghĩ gì phải bán thân anh em. Lát không bán. Ping lùi, người ta hốc xong cái trụ rồi ping người ta lùi. Đâu có kịp đâu. Hốc tiền trụ liền, sao FPS thấy bị tốn nhở. Yeah.
Thánh ấy thế thôi, Thánh ấy thế thôi. Tha cho Yasuo là không bằng cách không ăn quầy của Yasuo ấy nha. Gia Bảo đã rescan 5.000 đồng. Khánh này thế thôi. A theo bánh vì hành trình tuyệt vời ở World 2024 ạ. Thời tiết chuyển biến. Gia Bảo nhá. Năng chiến thắng nhưng mà thôi cũng tốt đây rồi. Gia Bảo nhỉ? Wow, Lý Bảy. Đèn lai thứ đậu Hà Lan phần trùng khác nhau về hai cặp tính trả tương. Cảm ơn Long nhá, thank you Long. Màu vàng, vỏ trên và hạt màu xanh vỏ nhanh. Kết quả là like và subscribe cho kênh anh Khánh nhé mọi người. Like và subscribe em ơi, like và subscribe cho kênh của Khánh mọi người. Cái chiêu này nó học mà nó thực hành ok nha, ổn áp nha. Ngắm ai là trúng người đó nha. Cả thứ rồi má. Máy tôi giật đấy. Con mà. Chạy ra xu ơi. Buồn đi. Wow, Lý Bảy. 25 sách 1 không công tra uy tín hàng đầu. Nạp rút nhanh chỉ 10 giờ. Tham gia ngay. Chấm nét. Ôi à. Ezreal chết là phải quy trượt ạ, anh biểu thế. 20 rồi, 20 rồi. Tự nhiên thấy con đường lên 25 cũng nhanh, cũng nhanh. Ồ, Lý Bảy. Nốt game A Khánh có chơi tiếp với E An. Cảm ơn Đạt nha mổ. Anh không biết nữa, sợ nốt game mệt anh em ạ. Thế từ lấy giờ, Thoret làm gì kìa. Tài được không? Ê thế nếu mà mình dùng Rathred là đau lắm á. Rathred nó scale theo 5 AP á. Scale theo 5 AP. Đau lắm á. Thốn. Thốn. Ôi một con đá khó chịu vậy. Con nè rồi. Tôi có đồng hồ mà sao giết tôi? Lady in love you. Ê gì mà vừa 25 số nhá. Wow, Lý Bảy. Vừa 25 số nhá. Lady I love you. Thank you Donny. Thank you Lee Sang Húc nhá. Chỉ 100k đâu, nãy vừa 25 rồi mà. Nãy vừa 25 mà, 25 rồi thì nó trừ 10 thì còn 15 thôi mà vẫn đủ 25, vẫn là 25.